Dạ, em thưa cô, em là Phạm Thị Thu Hoạ, đại diện cho nhóm 1 sẽ trình bày về bài thảo luận của nhóm ạ. Đây là danh sách thành viên của nhóm 1 ạ. Nội dung của ca lâm sàng thì em sẽ tiếp tục bỏ qua và em sẽ chỉ đọc kết quả khám của anh C. Kết quả khám của anh C thì chỉ có tinh hoàn bên phải trong bìu, bên bìu trái không thấy. Siêu âm thấy tinh hoàn bên phải trong bìu kích thước 40 x 24 x 15 mm. Còn tinh hoàn trái thì nằm trong ống mẹ. Bác sĩ chẩn đoán là anh C có mật độ tinh trùng thấp, tinh hoàn ẩn bên trái và vô sinh nam 1 năm. Đây là kết quả tinh dịch đồ của anh C ạ. Câu hỏi thảo luận của nhóm em là bác sĩ chẩn đoán người chồng mật độ tinh trùng thấp, tinh hoàn ẩn trái hay biểu hiện để có chẩn đoán trên và so sánh kết quả tinh dịch đồ của bệnh nhân với tinh dịch đồ bình thường theo tiêu chuẩn WHO năm 2010. Về ý đầu tiên của câu hỏi thì bệnh nhân được chẩn đoán là mật độ tinh trùng thấp, tinh hoàn ẩn bên trái thì dựa vào các biểu hiện sau. Đầu tiên là siêu âm thấy tinh hoàn trái nằm trong ống bẹn. Kích thước là 38 x 22 x 13 mm. Thì từ đó là bác sĩ đã chẩn đoán là bệnh nhân trái. Tiếp theo là nhiệt độ trong ống bẹn cao thì sẽ phát triển bình thường ở các tế bào sinh dục. Từ đấy thì các tế bào dòng sinh sẽ bị phá hủy dẫn đến sản sản sinh tinh trùng khiến cho mật độ tinh trùng ở bệnh nhân thấp. Có một biểu hiện khác ở bệnh nhân là khi xét nghiệm tinh dịch đồ thì thấy mật độ tinh trùng giảm so với được chẩn đoán và thứ hai biểu hiện trên thì bệnh nhân được chẩn đoán là có mật độ tinh trùng thấp ạ. Tìm hiểu kỹ hơn về xét nghiệm tinh dịch đồ thì xét nghiệm tinh dịch đồ sẽ xác định được thể tích tinh dịch phóng ra một lần, số lượng tinh trùng, độ di động của tinh trùng, tỷ lệ tinh trùng còn sống, hình thái tinh trùng. Và thông qua những số liệu này thì bác sĩ có thể đánh giá khả năng sinh sản ở nam giới. Thì thứ hai là câu hỏi của em là so sánh kết quả tinh dịch đồ của bệnh nhân với tinh dịch đồ theo tiêu chuẩn WHO. Thì nhìn vào bọn em ạ, lập một bảng và khi nhìn vào bảng thì cô và các bạn có thể thấy là có một số chỉ số ở bệnh nhân và thấp hơn so với tiêu chuẩn bình thường. Với WHO là mật độ tinh trùng, tổng số tinh trùng, khả năng di động tiến tới của tinh trùng và tỷ lệ tinh trùng có hình dạng bình thường ạ. Và tiếp theo là phần nhận định kết quả thì với chỉ số mật độ tinh trùng thấp và khả năng tiến tới thấp, đặc biệt là khả năng di động tiến tới nhanh kịch thấp cộng với tỷ lệ hình dạng tinh trùng bình thường thấp thì sẽ dẫn đến ở bệnh nhân dẫn đến tình trạng là tinh trùng yếu ít và dị dạng, làm giảm khả năng thụ thai ở bệnh nhân nam. Thêm nữa thì bệnh nhân trong tinh dịch của bệnh nhân thì không có xuất hiện các tế bào lạ nên là có thể nhận định là bệnh nhân không có nhiễm trùng đường sinh dục. Trên đây là bài thảo luận của nhóm 1. Cảm ơn cô và các bạn đã chú ý theo dõi ạ. Rồi, cảm ơn cái phần trình bày của nhóm. Các bạn có thể đưa lại từng cái slide một đi để cho các bạn trong lớp mình có thể theo dõi. Thank you.
Rồi trong cái câu hỏi số 1 này thì có hai ý nhỏ đúng không ạ? Trong đó một là liên quan tới cái những cái đặc điểm, gọi là thực ra là gọi là đặc điểm nó chính xác hơn. Đặc điểm đối với bệnh nhân này đúng không ạ? Là một cái từ biểu hiện ấy thì nó sẽ là cái từ đặc điểm. Các cái đặc điểm để có chẩn đoán trên. Bác sĩ chẩn đoán là mật độ tinh trùng thấp, tinh hoàn ẩn bên trái. Hãy liệt kê các đặc điểm thì nó cái từ biểu hiện nó cũng được mà nghe nó không thoát bằng cái từ đặc điểm. Và so sánh kết quả tinh dịch đồ của bệnh nhân so với tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới 2010. Nó có hai ý đúng không ạ? Hai ý. Vậy thì cái ý thứ nhất thì liên quan tới mật độ tinh trùng thấp và tinh hoàn ẩn bên trái. Rồi thì ý ở đây nhóm cũng đã đưa ra. Vậy là tinh hoàn nằm trong ống bẹn kích thước 38, 22, 13. Cái kích thước của cái tinh hoàn này so với cái tinh hoàn bên phải thì nó có bé hơn nhiều không nhỉ? Thưa cô là bên trái có bé hơn nhưng mà em thấy là không bé hơn nhiều lắm. Không bé không? Vâng ạ. Bình thường cái kích thước của đường kính của ống bẹn thì khoảng bao nhiêu nhỉ? Các bạn học giải phẫu ấy, có đề cập đến cái đường kính của ống bẹn không? Cô thì cũng không. Nếu mà cái ống bẹn ấy nó có cái đường kính nào không? Thực ra nó gần nhiều khi nó cũng là một cái khoang ảo thôi, nhưng mà nếu như cái đường kính tối đa của nó thì không biết là nó sẽ là bao nhiêu. Các bạn đã để ý cái ý này chưa? Cái bên phải là bao nhiêu, kích thước bao nhiêu? Bên phải trong biểu kích thước là 40, 24, 15. Bên trái thì ra đúng bên trái mà nhỏ hơn này thì nó nhỏ hơn không đáng kể mấy nhỉ? Cô bạn nông thì đường kính khoảng 1,5 cm nhân 3 cm. 1,3 nhân 1,5 hả? 1,5 cm nhân 3 cm. Nhân 3 cm là lỗ dài. Lỗ bạn nông dài của lỗ đúng không? Cái lỗ thì bởi vì nó sẽ có đường kính của cái lỗ với lỗ lỗ bạn nông có sẽ có đường kính này và cái chiều dài của lỗ bạn nông bình thường. Còn ống bẹn thì dài từ 4 đến 6 cm. 4 đến 6 cm này. Đường kính của ống bẹn thì bao nhiêu? Thế bình thường nó là cái khoang ảo thôi, nhưng mà khi mà nó có một cái vật thể nó vào đấy thì nó cũng sẽ được căng ra theo cái đường kính của cái ống bẹn. Các cô đang thấy là cái tinh hoàn trái, cái kích thước của cái tinh hoàn trái này nếu mà so với tinh hoàn phải bông không có giảm nhiều lắm. Rồi bạn đi tiếp theo đến cái slide tiếp theo mà nhóm đang đưa ra. Đây, quay lại đi, đi liền nhanh đi, nữa quay lại nữa. Rồi chỗ này ạ, chỗ này là và nhóm này có giải thích. Đây là do gì đây? Do cái tinh hoàn ẩn đúng không? Có cái nhiệt độ trong ống bẹn cao này, ức chế quá trình phát triển bình thường của tế bào sinh dục. Các tế bào dòng tinh bị phá hủy, giảm sản tinh trùng, mật độ tinh trùng thấp. Vậy thì các bạn cho cô biết xem là cái cấu trúc của cái tinh hoàn ẩn ý. Thì theo các bạn tìm hiểu thì một cái tinh thành nhá. Đó, thì nó có cái đặc điểm như thế nào?
có thể có những đặc điểm như nào. Các bạn đã tìm hiểu cái đấy chưa? Nhóm này là buổi trước cô có dạy nhóm này không nhỉ? Hình như không đúng không? À, em thưa cô là tinh hoàn ẩn thì có kích thước thường nhỏ hơn bình thường và nhu mô của nó sẽ mềm nhão. Và những bé trai có tinh hoàn bị ẩn thì thường có đường kính ống sinh tinh nhỏ hơn và mức độ sơ hóa của tinh hoàn cũng cao hơn. Đấy là bé trai. Đây là của cái người nam giới trưởng thành. Thì cái nam giới trưởng thành mà có cái tinh hoàn ẩn như này thì các bạn đã tìm hiểu nó đặc điểm cấu trúc trong cái tinh hoàn ẩn đấy nó có cái gì chưa? Dạ em thưa cô là chưa ạ? Lớp mình có bạn nào dự đoán được không? Cô có phải là nó không có tế bào rồng tinh đúng không ạ? À không có tế bào rồng tinh. Nếu mà nó không có tế bào rồng tinh thì nó có cái gì nhỉ? Chỉ có tế bào Sertoli ạ. Chỉ có tế bào Sertoli. Không có tế bào rồng tinh thì chỉ có tế bào Sertoli. Tức là trong cái cấu tạo của cái ok. Một bạn vừa nãy thì có một bạn bạn đưa ra là chỉ có tế bào Sertoli. Thì ở đây nó có một cái ý là bây giờ là các cái tế bào dòng tinh bị phá hủy. Đó. Các tế bào dòng tinh bị phá hủy mà vậy thì là bạn có đưa ra thêm là có tế bào Sertoli. Này chỉ có tế bào Sertoli là như vậy là có vẻ như là nếu mà cái đối với cái ống sinh tinh của ở đây là cái trường hợp này là cô đang đề cập tới cái trường hợp là nam giới trưởng thành rồi nhá. Nó sẽ khác so với là ví dụ như là cái tinh hoàn ẩn mà của trẻ trai vừa mới sinh ra trẻ trai ấy. Cái cách xử lý của những cái trường hợp tinh hoàn ẩn này nó sẽ có cái sự khác nhau đấy. Cái bệnh nhân cái người nam giới này là năm nay họ bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Hai mươi lăm tuổi. Rồi các bạn nhìn thấy slide của cô chưa? Đã rồi ạ. Thì trên cái slide này nó là cái tinh hoàn ở đây là có hai hình ảnh để cô di chuyển ngón trỏ. Cái hình ảnh phía trên này thì đó là cái tinh hoàn bình thường tức là cái ống sinh tinh đây, các cái ống sinh tinh này thì cấu tạo của ống sinh tinh các bạn biết rồi. Nó thành của nó thì có rất nhiều các cái tế bào ở đây thì đó chính là các cái tế bào dòng tinh và tế bào Sertoli nhé. Và nó có đủ các cái giai đoạn của quá trình tạo tế bào. Từ tinh bào 1 rồi 2, tinh nguyên bào, bào 1, bào 2 rồi tiền tinh trùng rồi tinh trùng. Tức là nó đầy đủ các cái giai đoạn ấy của một cái quá trình sinh tinh ở đây. Và cái vỏ bao sơ của nó ở ngoài
thì cái biểu mô tinh nó sẽ đứng trên một cái màng đáy và có cái vỏ bao sơ mỏng bọc phía ngoài một cái ống sinh tinh. Đã. Rồi cái mô liên kết của mô kẽ nó cũng ít thôi, ít. Nó xen kẽ vào giữa các cái ống sinh tinh, chỗ này mà người ta ghi là Leydig cell đấy, myoid cell, các cái tế bào của vỏ thôi, vỏ sơ liên kết bọc phía ngoài. Thế còn ở đây thì các bạn nhìn thấy này, đây là một cái một cái ca lâm sàng mà cũng là của nam giới, của người nam giới mà có tinh hoàn ẩn đấy các bạn ạ, nhá. Ở đây là đây này, nam giới cái tinh hoàn ẩn này đã được lấy đi khỏi cái người nam giới trưởng thành nhé. Bởi vì lấy đi rồi thì người ta mới làm cái tiêu bản được. Nhưng còn nếu mà không cắt khỏi tinh hoàn ấy thì người ta cũng sẽ không cắt khỏi, rời khỏi cái cơ thể của người nam đấy thì người ta cũng khó, chỉ trừ phi là làm cái bấm sinh thiết. Thì đây là cái tinh hoàn này đã được lấy đi khỏi, là cái tinh hoàn ẩn được lấy khỏi cái người nam giới trưởng thành. Thì giống như cái trường hợp bệnh nhân này là nam giới trưởng thành 25 tuổi. Thế thì ở đây người ta nói rằng là các cái ống sinh tinh nó chỉ bao gồm có tế bào Sertoli. Thì vừa nãy cũng có một bạn đã đưa ra cái ý này. Đó. Thì các bạn nhìn thấy này, thứ nhất là nổi bật lên là cái vỏ sơ, cái vỏ sơ bọc phía ngoài của ống sinh tinh thì các bạn nhìn thấy nó như thế nào ạ? Đấy. Các bạn thấy cái ống sinh tinh này nó thế nào? Rất là dày ạ. À, nó rất là dày đúng không? Tức là nó dày này, vỏ sơ dày này nhá. Vỏ sơ dày. Và bên trong của cái ống sinh tinh này thì chúng ta thấy cũng có tế bào đây. Này, để mình xem là liệu nó đúng là chỉ có tế bào Sertoli không? Là một. Tí nữa cô sẽ chuyển ra cái hình ảnh phóng to hơn. Với cái một ý tiếp theo mà vừa nãy thì nhóm có bạn đưa ra là cái đặc điểm của cái tinh hoàn ẩn ấy, nó bị sơ hóa. Cái sơ hóa thì ở đây nó biểu hiện cái thứ nhất là cái thành ống sinh tinh là dày lên này. Cái dày lên ở đây toàn là các cái thành phần tổ chức sơ collagen thôi. Là một. Cái thứ hai là các bạn nhìn thấy khoảng cách giữa các cái thành phần mô liên kết. Các bạn thấy không? Thành phần mô liên kết giữa các cái ống sinh tinh này này. Đó, thành phần mô liên kết giữa các ống sinh tinh nó nhiều, cái mô kẽ nó là nhiều. Nó nhiều hơn hẳn so với cái mô tinh hoàn bình thường. Mô kẽ nhiều. Mô kẽ nhiều như này nhá. Thì mô kẽ nhiều đây nó sẽ có tế bào kẽ, mình không đi, thì ở đây thì đến cái hình ảnh tiếp theo cũng sẽ show cho các bạn xem là cái tế bào Leydig ở đây nó sẽ như thế nào. Mặc dù là có vẻ như là nó nhiều nhưng mà để xem nó có sự thay đổi gì không. Thì các bạn ở trên hình ảnh này thì nó phóng to lên của cái hình vừa rồi, nó focus vào một cái ống sinh tinh. Thì các bạn thấy rằng cái ống sinh tinh này nó cũng chỉ có only Sertoli cells thôi. Đây là cái ống sinh tinh mà chỉ có tế bào Sertoli with no spermatogenesis, tức là không có tế bào dòng tinh. Đó, tức là không có tinh nguyên bào, tinh bào 1, bào 2, không có gì hết. Vậy là với một cái tinh hoàn ẩn của cái người nam giới lớn tuổi như thế này ấy, thì cái tế bào dòng tinh nó biến mất hoàn toàn. Thì giống như cái phần trình bày của nhóm cũng đã đưa ra cái ý cũng rất là hợp lý ở đây. Thì người ở đây thì chỉ quan sát thấy tế bào Sertoli, nhận diện nó bằng cách là cái tế bào này thì kích thước lớn. Đây, kích thước tế bào lớn. Có một nhân này và cái bào tương tế bào nó sáng màu. Đấy. Đây các cái tế hình trụ này, tế bào Sertoli. Thế còn bởi vì còn tế bào dòng tinh thì nó khác, tế bào dòng tinh thì tròn và nó có ít bào tương hơn nhá. Rồi. Vậy thì đây là cái ống sinh tinh điển hình của cái trường hợp mà tinh hoàn ẩn của người nam giới trưởng thành. Thế còn ở phía ngoài này các bạn đánh mắt ra nhìn ở phía ngoài này chính là cái thành phần mô kẽ. À, mô kẽ ở đây thì nó cũng rất là nhiều tổ chức sơ. Đó, rất là nhiều các cái tổ chức sơ, các tế bào liên kết sơ. Rồi ở đây nữa này. Ở đây là tế bào Sertoli, đây là tế bào Leydig này. Tế bào Leydig này các bạn thấy nó có cái gì ở trong tế bào đây? Thì các tế bào Leydig nằm ở phía ngoài này. Tế bào Leydig này có vẻ như nó có cái gì ở bên trong này nhỉ?
Bạn nhìn thấy không? Có vẻ bạn nào có thể để ý các bạn học cái phần giải phẫu bệnh về tế bào rồi đấy. À, bên hoặc là học mô học cũng có những cái tế bào kiểu như cái đặc điểm bên trong cái tế bào nó cứ có những cái trắng trắng này này. Đó là cái gì đây? Bạn nào biết không? Không bạn nào biết à? Thế đây là cái tế bào septo, tế bào Leydig nhé, tế bào kẽ, nó bị thoái hóa nhé, nó bị thoái hóa, nó thoái hóa mỡ ở bên trong tế bào. Vậy thì tế bào nó thoái hóa như này thì dường như là gì, nó sẽ làm giảm cái khả năng sản xuất testosterone. Cái trường hợp này ở có một cái câu hỏi số 3 của ca lâm sàng này thì cô thấy có hỏi đến liên quan đến việc testosterone ấy. Thì không biết là nồng độ testosterone của bệnh nhân này có giảm không? Nhóm 3 à? Cái định lượng testosterone ở câu hỏi của bọn em đó là chỉ định cho người chồng, nhưng mà bọn em không thấy chỉ định định lượng ra kết quả định lượng của bệnh nhân ạ. Chỉ có của nữ thôi ạ. À, chỉ đấy của nữ thôi ạ, à? Của người chồng thì không có. Dạ vâng ạ. Thế rõ ràng cái câu cô thấy có câu hỏi là định lượng testosterone đúng không? Cái câu hỏi này ở cái ca lâm sàng này có câu hỏi là chỉ định xét nghiệm testosterone ở nam giới. Và câu hỏi là định lượng của bệnh nhân nam của người chồng. Nếu không có kết quả của ca lâm sàng. Dạ không ạ. Ok. Thế thì ở đây thì có thể là đối với cái tinh hoàn bên phải thì chúng ta cứ cho nó bình thường đi. Vậy thì cái tinh hoàn bên trái thì chúng ta thấy là nó có những cái bất thường đấy. Thì ví dụ như cái hình ảnh vừa rồi hình ảnh mà cô giới thiệu đến cho các bạn ấy, thì đó là một cái ca lâm sàng. Một cái ca lâm sàng mà nó liên quan tới cái ca lâm sàng, nó liên quan tới cái đặc điểm là cái bệnh nhân nam mà cũng bị sơ hóa, bị tinh hoàn ẩn như thế này nhá. Thế thì nếu mà như thế thì chúng ta cũng có thể dự đoán được là cái nồng độ testosterone của bệnh nhân cũng giảm. Thế không biết là vậy thì những cái nồng độ hormone khác liên quan là FSH này, cái nồng độ hormone khác của nam giới không biết là nó có thay đổi như thế nào, thì không biết là ca lâm sàng này chắc không thấy đưa ra để nhận định. Bởi vì thông thường những cái trường hợp mà cái mật độ tinh trùng thấp như này thì cái FSH của bệnh nhân là theo các bạn là nó sẽ tăng hay giảm. Em thường quen nghĩ là sẽ tăng. FSH tăng. Vì sao là mình nghĩ là FSH tăng? Em thưa cô, bởi vì tinh hoàn không sản xuất được testosterone nên là nó sẽ kích thích lên vùng tuyến yên và vùng dưới đồi để tăng tiết các cái hormone GnRH, và tuyến yên sẽ tăng tiết FSH và LH. Tăng tiết FSH và LH. Thế thì chúng ta sẽ phải xem lại xem là cái FSH ấy nó tác động lên tinh hoàn thì nó thúc đẩy điều gì. Đó. Cái thằng LH nó tác động lên tinh hoàn nó thúc đẩy điều gì. Đối với nữ nó khác và đối với nam giới nó cũng khác. Thì các bạn xem lại xem là cái tác dụng của FSH lên trên tinh hoàn nó như nào nhé. Bởi vì tại cái ca lâm sàng này thì có đưa ra về mặt hormone, có đưa ra thảo luận nhưng mà lại không thể có kết quả thì không rõ là như thế nào.
Còn đối với cái hình ảnh mà các bạn đang quan sát thế ở đây thì cũng là để minh chứng cho các bạn ở cái câu hỏi tiếp theo của các bạn ấy, thì tí nữa cô Lan ở bộ môn sinh lý học cũng sẽ vào để trao đổi với các bạn về cái vấn đề là hỏi liên quan tới cái môi trường sống và làm việc của bệnh nhân. Thế thì ở đây thì tiện là vì là mình đang thảo luận liên quan tới cái cấu trúc tinh hoàn ẩn, thì như nhóm có đưa ra là khi mà cái nhiệt độ tăng thì nó sẽ làm tổn thương các cái tế bào dòng tinh đi. Thì là đúng là như vậy. Thì ở đây ví dụ như trên hình ảnh mà các bạn đang quan sát ý, thì đây là một cái thực nghiệm của cái tinh hoàn của con chuột, mà người ta cũng nhúng cái phần tinh hoàn của chuột ý, vào trong cái cốc nước nóng. Cốc nước nóng ở đây thì nó cũng chỉ là trên dưới 40 độ thôi. Trên dưới 40 độ, chứ không phải là nóng bỏng. Trên dưới 40 độ thôi, cũng là gì, nhiệt độ cao hơn so với bình thường, đúng không ạ? Thì ở đây là các cái ống sinh tinh các bạn thấy đặc biệt là nó cũng sẽ bị biến đổi. Ví dụ như là nhìn những cái ống sinh tinh mà từ điểm 6, điểm 5, điểm 4, điểm 3, điểm 2, 1 ý, thì các bạn thấy là dần dần là các cái tế bào dòng tinh nó cũng bị thưa thớt đi. Các tế bào dòng tinh thưa thớt đi là một. Đặc biệt ví dụ như ống mà chỉ có 2 điểm hoặc 1 điểm ý, thì gần như là biến mất hoàn toàn tế bào dòng tinh, và cái ống thì nó bị như kiểu bị sơ teo đi. Đó, thì với cái thực nghiệm mà liên quan tới nhúng cái tinh hoàn chuột kéo trong thời gian kéo dài vào cái cốc nước ấm như thế, thì nó cũng minh chứng cho những cái đặc điểm của người nam giới nếu như mà làm việc trong cái môi trường nóng nực ấy. Đó, thì mà kéo dài thì nó cũng sẽ dẫn tới làm tổn thương một số các cái ống sinh tinh. Thì ví dụ như những người làm đầu bếp này, hoặc lái xe này, hoặc là kể cả nhân viên văn phòng, nhưng mà ngồi làm việc kéo dài chân liên tục ấy, hoặc giống như kiểu cái người chơi game ấy, cứ ngồi liên tục như thế, thì nó cũng sẽ làm cho cái tinh hoàn nó bị bó chặt trong một cái thời gian kéo dài, làm nhiệt độ tăng cao thì nó cũng gây đến tổn thương cái chất lượng và giảm ảnh hưởng tới đến chất lượng tinh trùng nha. Rồi, thì đấy là những cái ý mà cô muốn chia sẻ với các bạn về cái đặc điểm của bệnh nhân này. Thế đối với cái câu hỏi ở đây thì còn một cái ý nữa liên quan tới, đó là các bạn so sánh cái tinh dịch đồ, đúng không? Tinh dịch đồ của người nam giới này so với cái của Tổ chức Y tế Thế giới, thì các bạn cũng thấy là trên cái phiếu đấy. Ở trên cái phiếu đấy thì nó cũng có nó làm gì ạ? Có các cái chỉ số, chỉ thông số tinh trùng. Ví dụ như cái mà cô đang show ở chiếu đây các bạn là năm vừa rồi thì là Tổ chức Y tế Thế giới là cũng đưa ra một cái 2021 thì nhỉ? Ở đây là người ta ghi 2021 chứ. Là cái phiên bản mới về hướng dẫn xét nghiệm tinh dịch đồ, thì các cái chỉ số cũng có một chút sự thay đổi. Thì ở đây về thể tích thì bình thường thì là khoảng từ trên một, lớn hơn là bằng 1,5 micromet, à millilit xin lỗi. Đối với cái người nam giới, xét nghiệm tinh trùng của người nam giới này là 2,5, thì chúng ta thấy là bình thường về cái thể tích. Rồi cái mật độ của người nam giới này là 13 triệu, đúng không ạ? Thì ở đây tối thiểu là 15 triệu và theo hướng dẫn mới thì tối thiểu phải là 16 triệu. Thì ở đây đúng là bệnh nhân có mật độ tinh trùng giảm thì có thể được liên quan tới cái tinh hoàn ẩn. Thứ hai nữa là gì đây? Cái độ di động. Độ di động thì về tổng số di động, total motility, là những cái trên cái phiếu xét nghiệm của các bạn, trên cái tiêu hình ảnh của ca lâm sàng ấy, thì các bạn thấy người ta ghi là xét nghiệm loại A này, loại B này, loại C và loại D.
thì ABCD, à xin lỗi, ABC là ba cái loại mà cái con tinh trùng nó còn đang di động hoặc nhúc nhích được. Thế còn cái loại D là nó không có di động, thì tổng số ABC thì total mortality thì nó tối thiểu là 40%, và những con loại A và loại B thì nó tối thiểu là 32%. Thì ở bệnh nhân này thì chúng ta thấy có 5% loại A này và 25% loại B, đúng không? Cộng lại thì sẽ được là 30%. Thì nếu như mà chiếu theo cái thông số của năm 2010 ấy, thì là thấp hơn so với bình thường. Thế nhưng mà nếu mà chiếu theo cái chuẩn quy định mới thì là có vẻ như là lại gì đấy? Cái di động A và B thì lại vừa bằng cái ngưỡng này. Còn tiêm nữa là cái sống chết, trên cái mẫu tỷ lệ sống vào bao nhiêu, và cái morphology này nó là hình thái của tinh trùng. Thì con tinh trùng bình thường thì tỷ lệ đạt nó phải tối thiểu 4%. Ở bệnh nhân này có 2% thôi. 2% thôi. Đó. Thế thì trong một cái xét nghiệm tinh trùng mà khi mà để đánh giá chất lượng sinh sản của nam giới thì người ta sẽ quan tâm tới một số các chỉ số như sau. Thứ nhất là cái mật độ tinh trùng là bao nhiêu, cái khả năng cái con tinh trùng di động được là bao nhiêu đó, và cái thứ tiếp nữa là cái morphology này, cái hình thái bình thường của tinh trùng là bao nhiêu. Thì đấy là ba cái chỉ số mà khi mà đọc về tinh trùng là người ta hay quan tâm đến nhất. Thế thì ví dụ như các bạn nhìn trên cái hình ảnh này ấy, thì đó là cái hình ảnh mà thể hiện ra những cái con tinh trùng mà có những cái đặc điểm bất thường, thì người ta sẽ quan sát về đầu này, về đầu, cổ, rồi đuôi tinh trùng. Có những tinh trùng thì đầu to, đầu bé, đầu nhỏ, đầu có bất thường hình thái. Rồi nữa là tinh trùng mà cổ ngoẹo gập vân vân. Và nữa thì là hoặc là về đuôi của tinh trùng ấy, thì những cái con tinh trùng mà đuôi nó ngắn hoặc là đuôi cuộn hoặc hai đuôi hoặc đuôi bị gập chẳng hạn, thì đấy là đều là tinh trùng bất thường. Thì ví dụ như các bạn nhìn thấy một cái phiến lam tiêu bản phết, các cái đặc điểm hình ảnh của tinh trùng như này, thì các bạn cũng sẽ thấy được những, đây là phần normal và abnormal, thì chúng ta thấy là những cái đặc điểm đặc biệt là những cái tinh trùng mà bất thường ấy, thì các bạn thấy là những cái phần đầu của nó so với những con bình thường trông rất là xấu, đúng không ạ? Đó, đầu nhọn, đầu nhỏ, rồi đầu to, rồi đầu bất định, và nó cũng còn không có cái túi cực đầu để mà có thể xâm nhập vào bào tương của não, thì nó có rất là nhiều những cái đặc điểm bất thường liên quan tới một cái con tinh chất lượng tinh trùng. Thế thì đối với bệnh nhân này ấy, thì nó có thể là cả cái bên cái tinh hoàn bên phải ấy, cái chất lượng của nó cũng không thực sự là tốt đâu, cho nên là cái hình thái tinh trùng được sản sinh ra nó cũng bị kém, nó chỉ có 2% thôi, nó không được bình thường. Rồi, thế thì đấy là một số những cái vấn đề thì cô muốn chia sẻ thêm cho các bạn về cái chất lượng tinh dịch đồ mà liên quan tới cái câu hỏi của ca lâm sàng này. Thì không biết là các bạn còn câu hỏi gì muốn trao đổi ở đây không ạ? Đâu hiểu đấy. Rồi, nếu như mà các bạn không còn cái câu hỏi nào nữa cần trao đổi thì bây giờ các bạn sẽ chuyển sang hai câu hỏi của sinh lý. Cô đã thấy cô Lan rồi, các bạn trao đổi với cô Lan nhé. Vâng, chào cô Tuyết ạ, chào các em. Vâng, thế chúng ta học luôn hay nghỉ giải lao ạ? Dạ học luôn ạ. Vâng, thế học luôn thì chúng ta còn mấy câu hỏi của phần sinh lý nữa. Các bạn chúng ta trình bày một chút nhé. Các bạn bắt đầu câu hỏi tiếp theo đi ạ. Sau đó chúng ta cùng nhau thảo luận.
Cô ơi, thưa cô thấy bài PowerPoint của nhóm chưa ạ? Tôi thấy màn hình của bạn nhưng chưa nhìn thấy PowerPoint đâu. À, cô thấy rồi phải không cô? Vâng, tôi nhìn thấy rồi, mời em. Vâng ạ. Thưa cô, hôm nay em sẽ thay mặt nhóm 3 để trình bày câu hỏi thảo luận của nhóm ạ. Đây là danh sách thành viên của nhóm em ạ. Về nội dung cây lâm sàng thì em xin phép được bỏ qua. Câu hỏi thảo luận của nhóm là tại sao người chồng được chỉ định lượng testosterone? Vấn đề thứ nhất là testosterone. Về khái niệm, testosterone là một hormone steroid androgen sản xuất được bởi các tế bào Leydig ở tinh hoàn nam, được kiểm soát bởi hormone LH của tuyến yên. Ngoài ra, testosterone còn được sản xuất bởi lượng nhỏ tuyến thượng thận. Bên này là hình ảnh của sản xuất testosterone. Về vai trò ở nam giới, testosterone thì kích thích phát triển các đặc điểm giới tính thứ cấp như phát triển dương vật, lông, cơ bắp, tạo giọng nói trầm. Testosterone còn có nồng độ cao ở nam giới trong tuổi dậy thì và trưởng thành, giúp điều hòa ham muốn sinh dục và duy trì khối lượng cơ bắp. Bên đây là một số vai trò của testosterone như ảnh hưởng đến hệ mao da, điều hòa hoạt động thần kinh, tâm thần, thúc đẩy phát triển hệ cơ xương, hình thể, tính cách, bản lĩnh của nam giới, ức chế sự sản sinh tế bào mô, quyết định chức năng sinh lý, điều hòa lượng cholesterol và đường huyết, điều chỉnh hô hấp và giúp tạo máu. Đối với quá trình hình thành tinh trùng thì kích thích sự hình thành tinh nguyên bào, kích thích sự phân chia giảm nhiễm lần thứ hai từ tinh nguyên bào 2 thành tiền tinh trùng, kích thích sự tổng hợp protein và bài tiết dịch vị từ tế bào Sertoli. Mức testosterone giảm dần theo độ tuổi, nồng độ testosterone đo được vào buổi sáng sẽ cao hơn vào buổi tối và cũng có thể tăng sau khi tập thể dục. Độ tuổi dậy thì là giai đoạn nồng độ testosterone đạt cực đỉnh và sau đó sẽ giảm dần qua mỗi năm ạ. Vấn đề thứ hai là về xét nghiệm testosterone. Xét nghiệm testosterone xác định nồng độ của testosterone toàn phần trong máu nhằm thăm dò chức năng sinh dục của nam. Testosterone được định lượng bằng phương pháp miễn dịch kiểu cạnh tranh sử dụng công nghệ hóa phát quang, thước thử đánh dấu bằng chất ruthenium. Cường độ phát quang tỷ lệ nghịch với nồng độ testosterone có trong mẫu thử. Nồng độ testosterone nam giới trưởng thành là 270 đến 1.070 mg trên dL, 9 đến 38 nanomol trên lít. Về vấn đề thứ ba, tại sao người chồng được chỉ định lượng testosterone? Theo đề bài thì một năm gần đây, vợ chồng anh C đã không sử dụng biện pháp tránh thai mà nào mà vẫn chưa có con. Đánh giá chức năng sinh sản ở nam giới thì do anh C có tinh hoàn ẩn ở bên trái, tinh hoàn bên trái có thể suy giảm chức năng, giảm testosterone và giảm số lượng, chất lượng tinh trùng. Trên đây là bài thuyết trình của nhóm. Cảm ơn cô giáo và các bạn đã lắng nghe. Rồi, cảm ơn em. Thế theo các em thì về cái phần mà cấu trúc rồi là thành phần testosterone thì các bạn đã trình bày khá là kỹ rồi, và trong sách chúng tôi cũng có, tôi không nói lại nữa. Bây giờ người ta chỉ hỏi một câu là tại sao người chồng được chỉ định làm xét nghiệm testosterone. Vậy thì các bạn sẽ phải đi từ vai trò của testosterone là gì nha, nó có cái vai trò gì, cơ chế điều hòa của nó ra làm sao, thì lúc đấy chúng ta mới trả lời được câu hỏi này. Thì đối với cái phần này thì các bạn thấy là bạn quay lại câu trả lời của bạn đi. Vâng. Testosterone thì các bạn biết đây là hormone của nam giới do tế bào Leydig của tinh hoàn bài tiết, và thực ra là nó đã duy trì cái nó đã
có vai trò chức năng từ thời kỳ bào thai rồi. Cái này các bạn đọc ở trong sách, nó có cái tác dụng truyền mầm, hình thành mầm sinh dục gì ạ? Hình thành cái cơ quan sinh dục nam nguyên phát rồi nhé. Thế còn testosterone ở cái thời điểm mà gì ạ? Từ dậy thì trở ra, thì vai trò của testosterone sẽ có cái tác dụng là thứ nhất là hoàn thiện bộ máy sinh dục sinh sản và gì ạ? Duy trì hoạt động của máy sinh dục sinh sản. Vậy đối với người đàn ông trưởng thành thì cái hoàn thiện bộ máy sinh dục sinh sản chắc đã hoàn thành rồi. Thế tuy nhiên là cái duy trì của máy sinh dục sinh sản cũng cần nhờ đến vai trò của hormone testosterone. Vậy testosterone có vai trò quan trọng trong quá trình gì ạ? Sản sinh ra tinh trùng và duy trì cái hoạt động bình thường về sinh lý sinh dục và sinh lý sinh sản, hai cái đấy hoàn toàn khác nhau nhé. Thì trên bệnh nhân này thì bệnh nhân vợ của người đàn ông này thì là có độ chậm con vô sinh. Vậy bây giờ để tìm cái nguyên nhân mà gì ạ? Tại người chồng nhé. Tôi tìm nguyên nhân là có phải do người chồng hay không, thì bên cạnh một số các yếu tố khác thì cái định lượng hormone testosterone là cái rất là quan trọng nhằm đánh giá cái khả năng hoạt động sinh dục và hoạt động gì ạ? Sinh sản của người chồng này nhé. Xem là có khả năng gì ạ? Cái chất lượng và số lượng cũng như là cái khả năng sản sinh tinh trùng có bị ảnh hưởng không nhé. Hormone testosterone nó liên quan vấn đề này. Vậy thì tôi muốn hỏi ở đây một câu nữa, đó là gì ạ? Ngoài testosterone, theo các bạn thì muốn kiểm tra mà cái đánh giá cái hoạt động sinh dục sinh sản trên người đàn ông, thì ngoài testosterone theo các bạn còn có đánh giá hormone nào nữa không? Đây là đánh giá testosterone, chứ còn ngoài testosterone thì có thể đánh giá hormone gì nữa? Thưa cô là có thể đánh giá FSH và LH đúng không? Vâng, còn gì nữa không? GnRH của cùng giới đôi và imihin của tế bào Sertoli ạ. Vâng. Rồi cảm ơn các bạn. Đúng là như thế. Bên cạnh cái gì ạ? Testosterone là cái quan trọng nhất chúng ta phải đánh giá. Thì bên cạnh đó chúng ta cũng có thể đánh giá một số những cái loại hormone khác, đúng ạ, giúp điều hòa cái quá trình bài tiết ra testosterone. Ví dụ như là gì ạ? GnRH ở vùng giới đôi, hay là hormone gì ạ? FSH-LH của tuyến yên và hormone cả CH của tuyến yên nữa. Đây là những hormone cũng có tác dụng lên hệ thống sinh dục sinh sản nhé. Và bên cạnh đó có một hormone điều hòa sản sinh tinh trùng là imihin, chúng ta cũng cũng có thể đánh giá để đánh giá cái quá trình điều hòa sản sinh tinh trùng ở trên bệnh nhân này nhé. Thì đấy là một số những cái loại hormone mà chúng ta có thể dùng để dùng để đánh giá cái vai trò hoạt động của bộ máy sinh dục sinh sản nam. Thì chúng ta có thể đánh giá một số các loại hormone như vậy. Vâng, câu này các bạn có ai hỏi gì nữa không ạ? Không hỏi gì, chúng ta chuyển câu hỏi tiếp theo đi ạ. Ừ, cô đợi em một chút ạ. Vâng, bạn cứ chuẩn bị đi ạ. Cô nhìn thấy bài chỉ dùng của em chưa? Tôi thấy rồi đấy. Mời em. Được. Sau đây em xin được thay mặt nhóm 5 trình bày trạng 3 về môn sinh lý cây vô sinh về các thành viên của nhóm em ạ. Về cái nội dung cây lâm sàng thì các bạn nói qua nên em sẽ bỏ qua. Cái câu hỏi thảo luận thì là tại sao bác sĩ hỏi về môi trường sống và làm việc của người chồng? Thì các yếu tố ảnh hưởng đến sản sinh tinh trùng thì gồm có về các hormone thì là có GnRH, LH, FSH, GH và testosterone. Ngoài ra còn có các yếu tố khác như là nhiệt độ, pH, kháng thể, rượu, ma túy và các tia X như phóng xạ. Bác sĩ hỏi về môi trường sống và làm việc để xác định các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến chức năng tạo tinh trùng, khả năng sinh sản của người chồng. Về nhiệt độ, tinh trùng tạo ra ở môi trường có nhiệt độ thấp hơn thân nhiệt từ 1 đến 2 độ C. Ở nhiệt độ cao thì vàng tế bào tinh bị phá hủy, như là khi làm việc ở môi trường quá nóng như các nghề nghiệp thợ rèn, thợ hàn, thợ luyện kim, đồ bếp, mặc quần bó sát,
nhất là còn chậm làm cho tinh hoàn bị ép sát vào người, đồng thời không khí kém gây ra sự tăng nhiệt độ vùng da bìu. Công việc ngồi lâu ở một chỗ như tài xế, phi công, nhân viên văn phòng cũng ảnh hưởng. Thường xuyên xông hơi, tắm nước nóng có thể làm giảm số lượng tinh trùng. Khi tiếp xúc với các kim loại nặng như chì, thủy ngân và các chất độc khác trong thời gian kéo dài, nghiên cứu công nhân tiếp xúc với chì cho thấy số lượng tinh trùng, khả năng sống và hình dạng của tinh trùng có liên quan mật thiết đến nồng độ chì trong huyết thanh. Nồng độ chì trong máu cao hơn 53% microgram thì sức sống và số lượng của tinh trùng giảm rõ rệt. Nồng độ chì trong máu vượt quá 74,5% thì tinh trùng dị dạng là 86%. Nồng độ chì trong máu bình thường tỷ lệ tinh trùng dị dạng là 14-16%. Một lượng nhỏ các kim loại có trong tinh dịch cũng ức chế khả năng của các enzyme có trong tinh trùng và lớp màng bao phủ đầu tinh trùng. Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ cũng có hại cho tinh trùng tinh hoàn của nam giới. Thời gian làm việc càng lâu, số lượng tinh trùng giảm càng rõ. Đây là hình ảnh về các bất thường, như là bất thường về số lượng tinh trùng, hình thái tinh trùng và sự di chuyển của tinh trùng. Làm giảm nồng độ testosterone, gây rối loạn chức năng cương dương và giảm sản xuất tinh trùng. Bệnh gan do uống rượu cũng có thể dẫn đến các vấn đề về sinh sản. Thuốc lá, những người đàn ông hút thuốc được quan sát thấy có số lượng tinh trùng thấp hơn những người không hút thuốc. Hút thuốc thụ động cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới. Sử dụng cocaine hoặc các hoặc cần sa có thể làm giảm số lượng chất lượng tinh trùng. Căng thẳng với quá stress, não bộ sẽ tạo ra một loại hormone kích thích tuyến thượng thận, steroid, một loại hormone làm giảm testosterone. Thay vì các cơ quan sinh dục khiến cho các chức năng sinh sản bị ức chế, có thể dẫn với suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương. Nếu stress nặng và kéo dài sẽ gây đứt gãy ADN, làm tinh trùng bị dị dạng và bất lực. Các tế bào sinh tinh rất nhạy cảm với phóng xạ, xạ trị tia X và các phóng xạ khác ảnh hưởng nhiều đến tế bào sản xuất tinh trùng và làm chúng bị tổn thương nhanh chóng. Sau khi ngưng nguồn tiếp xúc có thể mất đến 2 năm để tiếp tục sản xuất tinh trùng bình thường. Trong trường hợp nghiêm trọng có thể không bao giờ hồi phục được. Để các biến chứng của bệnh quai bị thì có viêm tinh hoàn, bầm màu tinh hoàn là biến chứng hay gặp nhất, thường xảy ra khoảng 5 đến 10 ngày sau khi sinh tuyến mang thai, có thể sốt cao 39-41 độ đột ngột trở lại, kèm theo sưng đỏ bì và đau. Khoảng 60-80% các trường hợp sẽ bị sưng đau bì ở một bên. Viêm tinh hoàn xảy ra khoảng 30-50% những người bệnh viêm tinh hoàn mà chưa được tiêm vaccine trước đó, và có hiện tượng giảm sinh tinh trùng ở người bệnh bị viêm tinh hoàn ở cả hai bên. Tuy nhiên biến chứng này rất ít gặp ở những người vô sinh. Về các tài liệu tham khảo mình nên đã tìm được, cảm ơn các bạn đã tìm lắng nghe. Rồi, cảm ơn em. Quay lại câu hỏi nào. Vâng, cái câu hỏi của các bạn đấy là môi trường sống và làm việc của người chồng. Tại sao bác sĩ lại hỏi về những điều này? Tôi xem nào, các bạn liệt kê ra môi trường sống và làm việc. Về thực tế thì đối với bệnh nhân này thì là gì ạ? Người ta nghĩ đến cái vô sinh có thể do người chồng. Và nếu đã xác định rõ và xác định cần xác định vô sinh do người chồng thì người ta sẽ gì ạ? Sẽ chỉ định làm một số các loại xét nghiệm liên quan đến các vấn đề hormone, thì giống như câu số vừa câu trước chúng ta vừa mới tìm hiểu. Sau đó là người ta sẽ phải khai thác một số những cái yếu tố về môi trường sống làm việc nhé, và một số những đặc điểm về dịch tễ rồi những cái bệnh sử, tiền sử liên quan vân vân. Tôi xem các bạn có những cái nào. Chuyển sang slide tiếp theo tôi xem nào. Vâng. Về slide trước đấy. Vâng, các bạn nghĩ tới các yếu tố về gì ạ? Nhiệt độ, độ pH, kháng thể, rượu, ma túy, tia X, tia phóng xạ. Vâng, các một số các yếu tố ví dụ như là nhiệt độ. Thì cái này chúng tôi cũng nói với các bạn hôm giảng lý thuyết rồi. Nhiệt độ thì tinh trùng của chúng ta sống gì ạ? Thấp hơn so với nhiệt độ cơ thể có 1 đến 2 độ C. Do vậy nên không phải tự nhiên mà tinh hoàn phải nằm ở bìu, và bìu nó nằm ở ngoài cơ thể. Nhớ, nó không phải là như thế. Thì đấy là cái cấu tạo, cấu trúc đặc biệt của gì ạ? Của cái tinh trùng. Do vậy nếu như vì lý do nào đó mà gì ạ? Những người thợ công nhân làm ở trong hầm mỏ, đúng ạ, ở lò gốm, lò rèn, rồi là gì ạ?
một số những phòng tắm xông hơi, massage vân vân các thứ, đi quá nhiều những cái đấy chẳng hạn, hoặc tắm ngâm mình trong bùn nước nóng nhiều nhé, nhiệt độ cao thì có thể giết chết các tế bào thần kinh và dẫn tới tình trạng vô sinh nhé. Thì cái này thì các bạn rõ nói như thế để các bạn nam biết là chúng ta gì ạ, làm gì nó cũng có giới hạn, có chừng mực nhé. Thì chúng ta cần phải khai thác bệnh nhân xem là bệnh nhân cái môi trường làm việc có phải ở gì ạ, ở các môi trường này không nhé. Cái thứ hai nữa là cái độ pH và kháng thể, cái này là ở người mẹ thôi ạ. Thì độ pH đây người ta nói về độ âm pH âm đạo của người phụ nữ đấy nhá, bình thường nó sẽ hoạt động tốt ở môi trường gì ạ, kiềm và sẽ có thể bị giết chết ở môi trường axit. Vì vậy cho nên là cái nếu như mà người phụ nữ mà gì ạ, pH âm đạo quá axit thì cũng có thể giết chết tinh trùng, làm giảm cái sức sống của tinh trùng đi nhá. Các kháng thể thì một số người phụ nữ cũng có gì ạ, các kháng thể cố định tinh trùng thì rất dễ có thai, nhưng một số khác lại có kháng thể tiêu diệt tinh trùng thì cũng làm cho người phụ nữ thì rất khó có thai. Thì cái này chúng ta khai thác ở người mẹ nhé. Một số những cái lối sống, ví dụ như là chúng ta cần phải hỏi xem bệnh nhân xem là lối sống bệnh nhân có gì ạ, có sử dụng rượu bia ma túy hay các chất kích thích gì hay không, bởi vì những chất này cũng gì ạ, cũng ảnh hưởng nhé. Bên này các bạn có thể khai thác thêm cái việc đó chính là gì ạ, bệnh nhân có gì ạ, làm nghề nghiệp công việc gì, liệu có gì ạ, thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng lo lắng hay không. Đúng ạ, nhá. Nếu như thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng lo lắng vân vân thì cũng có thể làm gì ạ, cũng có thể ảnh hưởng tới sự sản xuất tinh trùng. Bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải khai thác cho bệnh nhân xem là bệnh nhân có gì ạ, đang mắc các loại bệnh nào cần phải mà phải sử dụng đến các hóa chất hoặc là gì ạ, tia xạ, hoặc là đang làm việc trong môi trường có gì ạ, tia X, tia phóng xạ hay không nhá. Chúng ta cũng cần phải gì ạ, quan tâm và hỏi thăm bệnh nhân nhá, là chúng ta xem là có gì ạ, có hay không. Tiếp đến là chúng ta cũng phải hỏi xem bệnh nhân gì ạ, ở trước đó thì bệnh nhân có bị gì ạ, có nhiễm virus quai bị bao giờ không, và thời điểm mà bệnh nhân nhiễm virus quai bị nhá, và cái triệu chứng khi nhiễm virus quai bị có biến chứng viêm tinh hoàn hay không. Thì người ta thấy rằng virus quai bị rất có ái tính đối với gì ạ, đối với những trường hợp mà các cơ quan đang hoạt động, nên là nếu như đứa trẻ vài tuổi mà nó bị virus quai bị thì không đáng lo lắm. Nhưng nếu như mà bệnh nhân bị nhiễm virus quai bị ở trong cái thời kỳ gì ạ, thời kỳ gì ạ, tiền dậy thì hoặc là đa thời kỳ ở trong độ tuổi sinh sản, thì nếu như bị biến chứng viêm tinh hoàn thì cái nguy cơ mà vô sinh rất là lớn nhé. Thì chúng ta cần phải khai thác cho bệnh nhân xem thế nào, xem có hay không. Một cái nữa mà tôi chưa thấy các bạn trình bày ở đây đó chính là chúng ta cần phải khai thác tiền sử bệnh nhân đã từng bị chấn thương vùng sinh dục hay không nhé. Có thể chấn thương vùng sinh dục, có thể chấn thương tinh hoàn, hoặc là đứt gì ạ, đứt gãy hoặc là đứt gãy ống dẫn tinh vân vân, ví dụ như vậy chẳng hạn, thì có thể sẽ dẫn tới cái tình trạng đó chính là gì ạ, giảm khỏi khả năng sản sinh tinh trùng, hoặc là trong trường hợp mà gì ạ, đứt ống dẫn tinh vân vân, nếu không nối vân vân chẳng hạn, thì không nối cũng có thể gây chít hẹp hoặc là gì ạ, tắc vân vân. Thì những trường hợp này chúng ta cũng phải khai thác và hỏi gì ạ, hỏi bệnh nhân nhé. Thì đấy là các bạn nhớ như vậy, bởi vì trên gì ạ, trên thực tế đối với nam giới, nếu như mà một số các yếu tố mà ảnh hưởng tới cái sự sản sinh tinh trùng, ảnh hưởng tới cái khả năng sinh dục cũng như là khả năng sinh sản của người đàn ông, thì chúng ta phải khai thác rất nhiều yếu tố nhé, từ yếu tố về công việc đời sống cho đến lối sống, đúng không ạ, cho đến bệnh lý nhé, chúng ta sẽ phải khai thác bằng hết nhé. Thì đấy là một số các yếu tố mà sẽ có thể ảnh hưởng tới quá trình sản sinh tinh trùng mà các bạn cần phải khai thác cho bệnh nhân này. Thế còn cái việc mà chúng ta sẽ xét nghiệm hormone thì cái việc này chắc chắn là các bác sĩ phải làm, đúng không ạ, định lượng một số các loại hormone để chúng ta đánh giá cái gì ạ, cái tác dụng của ảnh hưởng của một số các loại hormone lên quá trình sản sinh tinh trùng của bệnh nhân nhé. Thì đấy là câu hỏi về phần sinh lý. Còn câu hỏi nữa không các bạn nhỉ? Các bạn muốn câu hỏi nữa không? Phần sinh lý của tôi hết chưa nhỉ? Còn câu hỏi nữa không các bạn ơi? Các bạn có ai hỏi gì nữa không ạ? Đã hết rồi ạ. Vâng. Nếu chúng ta không còn câu hỏi nào, có câu hỏi nào không? Các bạn có rõ chưa ạ? Có câu hỏi nào đúng không ạ? Có ai hỏi gì nữa không? Hôm nay lớp các bạn vào đủ không ạ? Đi học đủ không ạ? Dạ có ạ. Vâng. Nếu các bạn không hỏi gì nữa thì chúng ta nghỉ, về nhà chuẩn bị bài cho chặng tiếp theo nhé.